Điện thoại nóng quá trời. Không cần hỗ trợ gì đâu, đủ rồi, được chị được rồi, không sao đâu anh em ơi. Đồ ăn mua bánh mì để có rồi, nước có đã hai thùng lận nhiều lắm nên là không sao hết trơn á. Đồ ăn được bốn muỗng mì để ba hộp xôi nữa rồi. Mấy anh mua đồ ngon quá. Đội nón đen á hả? Ông nói chung xưởng hay gì, trung bót hay gì á, tại mấy lần mình ra là ổng có điện thoại cho mấy cái công an này ra nè. Bảo kê. Dạ, bảo kê á. Trung ti bảo kê hết. Có chuyện gì là cứ điện thoại công an ra bảo kê thôi. Trước mình buôn bán là mình cứ điện thoại cho mấy anh em rồi kia ra hỗ trợ đúng không, giang hồ luôn hỗ trợ, còn bây giờ là đâu cần anh em giang hồ kia đâu, công an là được rồi, ra ra bảo alo kê. Ơi anh nghe không, không không yên tâm yên tâm yên tâm yên tâm, các em gái cứ yên tâm nha. Trời, hôm qua nay vụ này mà tới 80 mấy cô gái gọi cho anh rồi. Rồi yên tâm không sao, lên livestream coi đi. Rồi. Khóc không? Xe mà nó còn không dám chạy nữa thì có cái gì mà phải sợ. Cái xe người ta giao không dám chạy. Chiếc xe của em mà em giao cảnh không dám chạy, tính mạng của em làm sao em dám xuống? Chưa xuống thì em đồ vợ. Không, không. Trời, anh nhìn mặt mấy thằng này anh tin được hay sao? Nó lừa anh á. Anh 15 bao nhiêu ký bằng anh mà hôm qua nó hốt đi luôn rồi đó. Em biết rồi thì thôi được rồi. Một cái chuyện đơn giản là giao xe cho anh muốn đi đâu anh đi, anh muốn chạy đâu anh chạy mà anh không dám nữa. Alo. 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 Không, không, không cần họ can thiệp làm gì. Không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Cái quan trọng là phải tìm ra được anh Long thôi, chứ còn mấy cái vấn đề kia không sao. Không, không, ừ, không cần ra đâu. Nên là không cần phải tìm cách đưa tụi chị ra đâu, không cần đâu, chị không cần rồi, ra. Rồi rồi. Chị cần tìm anh Long thôi được rồi. Rồi rồi, yên tâm nha. Nó hết ổ mì rồi đó hả? Ừ, nhiều quá. Ủa rồi anh có cầm chìa khóa xe đen chưa? Chưa, đâu dám cầm đâu. Anh kêu là tài xế không dám chạy. Mà trong khi đó bây giờ tài xế mà nó không dám leo xe mình chạy, mà mình đã giao nguyên một chiếc ô tô cho chạy mà anh không dám thì làm sao mình dám xuống xe? Anh em mình
Chị, cái này phát chung mọi người xem sao. Nghe Trung Phạm ơi, tình hình vẫn rất là tình hình. Đúng rồi, và nó đúng y như suy nghĩ của anh luôn. Thành ra là anh đang rất là phấn khởi. Ơi ê, ê. Ừ. Có nhà bà cũng dư đúng rồi, nhưng mà không cho vô. Ừ. 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 Rồi. Ừ. Ừ. Thực ra thì mọi việc lại đang diễn ra đúng như suy nghĩ của anh, thành ra là anh thấy rất là phấn khởi. Tại vì em biết sao không? Lâu nay tụi anh đang muốn làm rõ cái chuyện mà người ta xôn xao, người ta râm ran, người ta bàn tán là Bình Tân bảo kê cho cái bot bẩn An Sương, và mình không có cái điều kiện nào để mình chứng minh. Thì rất là may mắn là từ ngày hôm qua tới bây giờ là các anh ở Bình Tân đã giúp cho anh chứng minh được cái điều đó bằng những cái hành động của họ. Rồi em cắt đi. Ừ. Em biết anh đã đi bao nhiêu cái BOT chưa? Em biết anh đi bao nhiêu cái bốt bẩn chưa? Rồi. 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 Đó thì cho nên là cái này thì cái suy nghĩ của em nó khác với suy nghĩ của anh. Và anh nói là suy nghĩ của em nó không chuẩn. Ừ. 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 Không, vụ này không kết thúc được em. Vụ này phải đi đến cùng, cái vụ này không kết thúc được. Em nghĩ rồi kết thúc sao? Thực ra anh nói với em á là bây giờ ngồi tới chiều thì vẫn đảm bảo an toàn, chứ không có gì mà không đảm bảo an toàn cả. Có công an là anh không có, đồ ăn rồi. Có công an là anh không có sợ nữa. Buổi tối thì sợ mấy thằng khẩu trang, chứ bây giờ công Thanh Thiên Bình Nhật công an đầy ra đây mà mình làm sao mà không an toàn được, mình phải tin tưởng công an. Ừ. Còn anh nói với em á, còn anh nói với em á là cho tới giờ phút này thì công an phường lấy cái tư cách gì để làm việc với anh đây? Ừ. Ừ. Cái đó phải lập ở hiện trường em. Bây giờ và phải lập tại thời điểm đó, chứ còn em nghĩ tới giờ này mà lập cái gì? Vậy là em không coi đầy đủ. Ừ. Bây giờ anh, bây giờ nè, thôi bây giờ nói ngắn gọn nè, em muốn cá đội với anh không? Sẽ giống như cái vụ cây gẹo mút và sẽ giống như cái dòng chữ trên xe của chị Phương. Bây giờ anh em mình cá chơi cho vui nè, em cá với anh không? Ừ. Một cái chầu gì đó tương đương 1 triệu đồng đi. Rồi. Thì chỉ cần lập được biên bản vi phạm và chỉ cần là ra quyết định xử phạt là anh thua em đúng không? Rồi, rồi, ok, ok. Rồi. Ngày mai là sẽ có kết quả nha. Ok. Ngày mai thôi, nó không dám ra 24 tiếng đâu. Rồi. Cho ra 21 tiếng. Rồi, nhất trí. Tối.
Rồi rồi rồi, cứ yên tâm nha. Rồi rồi. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Rồi, rồi. Gì đâu, có cái tờ nhưng mà anh được, anh lên ngồi luôn mà anh được cho anh cái tờ thì anh được. Em nói nghe nè, anh là người cầm dự án của em, anh là người có trách nhiệm. Dạ, em đưa cho chị nè. Anh dê trong nhà, anh dê vô góc này cũng được. Không biết nha. Nhưng anh là con người phải giữ chìa khóa, anh không được đưa cho ai được. Anh là anh lên xe ngồi chung rồi gian vô cái anh lấy chìa khóa lại. Xe thì không có gì hết trơn, chỉ có giấy tờ xe để cho giật cái chìa khóa của em á nha. Không không, anh gian vô xưởng đi anh. Để đây. Tại vì vé ở đây một hộ tụi em không ra được là khó cho doanh nghiệp. Để đây. Còn xe này giờ chìa khóa nằm đâu? Sao lên kiến? Mình đâu dám vô, cái vô rồi lỡ nó có hàng gì nó đổ thừa mình bỏ vô sao? Thằng Nghĩa giờ không dám người vô đây hả? Mất tiêu luôn rồi. Không chưa chắc không biết biết đường mở không, tại xe của em dán logo nhiều lắm mà cái đồ mót của đường của cái khóa là cái logo của em á, không biết đường nó mò ra hay không nữa. Đường cái đi tìm cái chỗ đó mà mở xe lên không nữa đây. Lâu lâu phải đưa vô máy lạnh cho nó bớt nóng. Trời ơi, nóng quá trời. Ủa sao bị tắt rồi? Kiểm tra lại. Có gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên nó bị tắt cái Facebook rồi ta? Đang online tự nhiên mất mất tiêu rồi. Em vừa xin chia sẻ với chị xin chung. Chị sẽ chia sẻ chung với em nha. Kia ông làm gì, ông mở cái cửa ra ông dòm vậy trời, là lỡ mất đồ người ta làm sao? Ông công an hả? Không, cái ông nào, không phải ông công an. Thôi kệ người ta, sao đâu, hướng dẫn á. Mặt nhìn đàng hoàng vậy là chắc doanh nghiệp rồi. Sao cái máy của em, đó nè nó bị tắt nữa anh ơi. Nè nó thoát ra nữa nè. Cái gì nó nóng quá. Nó thoát ra nữa. Rồi ai biết đường mở rồi, biết đường mở rồi. Tự nhiên đang quay, tự nhiên nó rớt. Cần mua đồ ăn uống gì? Có rồi à? Có bánh mì. Thank you Vinamilk. Đời sao nhiều người dễ thương quá ha. Ừ, đó không sợ. Ừ. Alo. Thằng kia, em nhíp, nhíp. Không sao, bình thường, ok, mọi việc đều tốt. Ừ. Không không không, đang đây thôi. Không gì hết nha nha, yên tâm. Rồi, sao anh chạy gì mà thấy khổ sở vậy? Ông biết chạy. Sao không đưa người nào biết chạy? Không ai dám chạy hết. Tài xế cũng không dám ngồi lên chạy nữa mà. Vậy là anh có bằng lái không? Không. Trời ơi, vậy là lỡ có gì xảy ra thì sao? Là em mang tội luôn. Thế bây giờ em biết làm sao, em xuống xe em chết mạng, mạng em mất làm sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Ngày hôm qua là do mấy cái đồng chí BOT cẩu xe của người được ta rồi, được rồi. Rồi đem thảy ngay trước cổng doanh nghiệp. Đâu, được anh ơi, là... được rồi anh ơi. Được rồi, được rồi anh ơi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để cho rồi. Em còn quản lý, em còn quản lý xe nữa. Lỡ mất đồ, mất kiến nữa, không có chịu nhiệm đâu. Đâu đây rồi, trong kia sao người ta ra? À, dắt ngang đây ta. Em còn phải quản lý chiếc xe nữa là mà, xe mà rồi cũng cái khỏi cái tầm kiểm soát của em là không có được. Còn phải để tầm kiểm soát của mình nữa chứ. Kéo kiến lên, kéo kiến lên. Trời, nó làm qua móp trơn. Tôi sáng cho anh xe cẩu nó ra bóng rồi.
ông kia bị đau nữa nè, mày bị đau đây, đau đây. Kéo kéo cửa kính giùm em cái này. Bên kia nữa, cửa kính bên kia nữa. Lên kiến hai bên luôn nha anh. Chưa. Anh lên kiến hai bên em chưa? Là. Bên kia lên kiến chưa? Anh coi em lên kiến hết chưa? Rồi đó. Tất cả lên kiến hết đúng không? Rồi à, dở luôn luôn sát vô trong đi cho xe nó vô ra bóc đồ. Em chạy chìa khóa cho nó luôn sát trong luôn á. Em vẫn chơi chìa khóa mà cho nó. Em nghe anh đang đâu? Ơi dạ. Đứng ở đây nó bóc đồ. Dạ đúng rồi, nhưng mà không sao anh, bình thường không có gì hết. À, đang chờ. Dạ dạ dạ, nhưng mà không có vấn đề gì. Về bản chất là nó làm cây cầu vượt, nhưng mà mình không đi cầu vượt thì nó vẫn thu tiền. Thì cái anh tài xế là anh không đồng ý. Anh nói là đi cầu vượt thì thu cầu vượt, còn tôi đi quốc lộ tôi đóng tiền rồi mà thu gì nữa. Thế là nó lôi xe ra ngoài một cái bãi đất rồi nó lấy cái xe khác nó chắn ngang lại, nó không cho ra. Chỉ có dân sự giữa doanh nghiệp với mình thôi, rồi cái xe cẩu đó là do doanh nghiệp đó thuê. Đúng rồi, bị hách mạng rồi, máy bị hách rồi. Không, em cũng không yêu cầu gì, mấy bạn liên quan thì yêu cầu thôi chứ em ngồi em chơi thôi. Dạ. Dạ dạ, không sao. Dạ rồi. Dạ rồi. Ừ, vẫn còn ở đây nè. Mạng em bị hack nãy giờ luôn à. Cứ vô là hack ra liên tục luôn. Vậy hả? Dạ, mất hết livestream, mất hết từ nãy giờ, mất hết. Cho vô mát cái. Nó mình đang like mà nó bị hack như vậy là cái like hồi nãy là mất hết đúng không anh? Anh không biết, anh không rành cái đó. Thiệt tình. Anh em ai chia sẻ được cái gì mà nếu mà chia sẻ được thì nó có những người mà chia sẻ có bị mất không ạ? À, mất rồi hết luôn. Cái trường hợp mà em nói anh hồi đó thì không có bị. Tại vì nãy giờ bị hack biết bao nhiêu lần luôn, từ hồi đêm giờ đó, cứ vô là hack không á. Bé nó nói mình chưa hôm qua là chưa đánh răng nó tội. Có ăn gì đâu đánh răng, yên tâm. Mấy bạn này yên tâm. Toilet không được đi, nó lấy gì đánh răng. Không chia sẻ được hả? Không chia sẻ được thì vào mà cái phần mà nhân bài này nè. Nhân bài hả chị? Nếu mà không chia sẻ được thì chụp hình hả ta? Chụp hình trên màn hình hả? Vô cái phần mà ba chấm xong rồi vô cái phần mà sao chép đúng không? Xong rồi vô sao chép xong đầu là bắt đầu mới chia mới đầu mới liên kết sau là mới chia sẻ. Bữa bài của anh Huỳnh Long anh lao động lên hả? Đó, gửi lên trên rồi. Alo. Bấm vô cái phần mà à. Cái phần mà bình thường không gì hết em, yên tâm nha. Sao chép xong rồi đầu mới chia sẻ được. Có rồi, yên tâm. Chưa tìm được. Trời rồi. Không, chụp hình trên màn hình thôi. Còn cái cảnh nào mà nóng á, chụp lại trên màn hình á là nó sẽ còn để khỏi mất. Alo. Nghe. Dạ phải. Còn nguyên. Đúng rồi, có bữa trước em cũng có làm một lần rồi. Của anh Huỳnh Long bị hack á, là em cũng làm như vậy là được. Rồi yên tâm, không sao đâu nha. Đang tìm.
từ nãy giờ cái bút lên bị hấp rất là nhiều. Ok, đang tìm em, không sao đâu nha. Chụp lại những cảnh nóng ở trên màn hình. Rồi, ok, rồi. Rồi, không sao đâu nha. Rồi. Bớt rồi em, bớt rồi nha. Từ trên xuống dưới nó nên là em không dám bước xuống xe, đi đá ỉ không dám luôn á. Bây giờ chiếc này về chiếc nào, về chiếc này hả hay chiếc ngoài? Chiếc này hay chiếc ngoài, chiếc màu xanh kế bên. Không, chiếc nào không, chị về lại cuốc này cho gái hả? Được là về chiếc nào, chiếc này hả? Chiếc nào về đi em, về đi chiếc này đúng không? Cho em xin chạy vô, về đậu luôn ở dưới đi chứ để chạy tới chạy luôn rồi mệt quá. Nghĩ sao mà mấy ảnh được bài ra cái trò vớ hoa vớ vẩn này. Đi vô. Mình không biết chạy xe hả? Đỡ quẹt lên cái. Cứ xuống tới nơi đi rồi xếp lại. Rải tùm lum đồ đó. Đá đồ tùm la tùm lum hết trơn. Còn đang lai. Nó ngồi từ lưa đó có chừng trúng ảnh. Ở đây mình gì không được. Lấy thân mình chèn pháo không đó. Mình đó mình cũng muốn ve mà ve có được đâu. Nó cứ chặn đầu, chặn đuôi, chặn đít gì có ve được đâu. Mày có ai đây giờ? Đâu biết chạy xe. Trời, em xào tới xào lui vậy anh đứng tim á. Chứ giờ nó nướng tùm lum la em chẻ đâu được, em mới lấy bằng mà. Đâu
Trời ơi, dứt khoát chỗ nào chỗ thì em vô ra tới vô luôn, hồi em cán trúng tụi nó liệt sĩ cả đám, cả đám. Chạy lên nữa hả? Giờ chạy đâu? Chóng mặt thiệt á. Alo. Rồi rồi rồi, dạ. Dạ còn, dạ còn. Mình phải có chỗ nào cái tầm kiểm soát của mình nhé. Rồi thì đợi cậu đi. Ừ, yên tâm không sao. Không cho luôn. Ừ, mà nó không cho ra. Để có tầm kiểm soát xe của mình á. Ừ, rồi rồi rồi. Đây. Ừ, rồi. Công an ngồi bảo kê rất là nhiều. Men cũng xui vậy lắm mới đụng em á. Thú quắc cuộc đời luôn. Vậy chứ không thúi từ hôm qua giờ, nó thúi mới lạ nên anh. Trời ơi, anh đi chung với tụi em riết anh ớn quá. Anh ngồi không biết đã anh bốc mùi không, chứ anh có chịu nổi không, chứ em lại còn cảm thấy nó bốc mùi nữa rồi đó. Từ hôm qua giờ không thúi mới lạ đó, cũng chim anh công an này. Trời ơi, Andretti ơi, mấy mẹ này là nổi nóng. Hồi nãy có một cái đồng chí là kê cái ghế ngồi ngay cái bánh xe á. Rồ ga mà anh nói xe này lỡ mà lỡ mà đạp lộn chân một cái em ha. Em cũng mới lấy bằng nữa, em đâu biết cái nào vô lên ga lên số rồi kia nọ. Là liệt sĩ hết chứ không có liệt lẻ. Đủ chứ, gặp làm cho mình rối, mình sợ mình quản tượng qua. Giờ là mình bị kích động, mà cái đầu óc của mình là nó bị giống ảnh hưởng rồi, mình đâu không mình bị loạn rồi. Gặp nó ngồi cái đầu xe của mình là mình loạn theo nữa. Xe đang bị mở kiến, coi chừng mấy anh thọt gì vô nha. Thôi cứ quan sát thôi, quay. Xe trắng không? Ừ. Xe kia biết không, quay kiến lên chưa không biết nữa. Cháu thì mới lẽ là ai đâu. Ủa anh dòm vô trong đó trời. Rồi dòm vô trong đó, lỡ rồi. Rồi nguy hiểm vậy. Thiệt, bởi vì đâu có ai dám chạy xe, anh thấy không? Tài xế mà còn không dám, đúng không gì mình dám xuống xe. Trời trời. Chim lợn rồi công an nó bảo kê đầy nhảy chứ. Công an mà còn đi bảo kê thì thôi, đâu có ai dám tin tưởng công an nữa. Đau bụng quá. Giờ sao đau bụng quá. Mà em ngủ nha, thà cho em nhịn, mà em ăn cái là em đau bụng. Đợi em ngủ. Mắt nói hả chị? Kiếm mật tái mẹ anh xe luôn rồi, xong rồi quăng ra ngoài cũng được. Còn không cột luôn. Giờ trên lại lỡ lầy rồi, trên lầy luôn. Không, chị không có nóng mà chị bị rối loạn cái tinh thần thôi em ơi, chị không có nóng. Tại đó, công an đồ quá trời mua đông quá, chị sợ. Giờ chỉ cần anh em nào lưu lại cái video clip mà Linda đăng từ quay từ like từ hôm qua tới giờ thôi, sợ đi bị hack. Công an còn lầy hơn mình nữa chứ. Giam giữ người vô cớ. Cho kỹ nha. Thôi nói luôn đi, em truyền đạt lại cho nó. Này. Nhìn thấy mặt kỹ chưa? Ừ. Rồi rồi, ok, dạ.
Đúng rồi, gần 24 tiếng rồi. Alo. Dạ nghe. Dạ em nghe. Dạ, dạ. Bây giờ là em bị giam ở đây. Dạ, rồi. Qua nãy giờ là em chưa đi đâu. Dạ. Từ bữa giờ cũng không có đi làm nên là để em sắp xếp em đưa. Nhưng mà giờ xe em đang bị giam nên là xe bị hư hao tùm lum. Rồi. Dạ rồi. Dạ. Bây giờ em bây giờ nếu mà anh có muốn em ra đưa tiền anh cũng được, nếu bây giờ anh vô anh giải thoát cho em ra cũng được, em bị giam bây giờ mấy bữa nay rồi, không có ai mà. Em bị giam người lẫn xe luôn, cả bao nhiêu công an ở đây đang là đứng bu qua rất là nhiều. Thì xe của em giờ đang hiện tại là bây giờ là bị tổn thương, bị chày chụa rồi bong cản trước tùm lum rất là nhiều. Dạ bị cẩu anh, bị cẩu xe anh. Cẩu xe mà nó cẩu không đàng hoàng làm hư hại xe mình hết á. Dạ, bên VOT cẩu anh. Dạ. Bây giờ là hiện tại là em bị cách ly là 500 mét là không có bất kể người dân và người nào mà được tới gần tụi em hết, chỉ có công an mới được tới gần thôi. Ngoài dạ em biết rồi mà bây giờ em cũng muốn lắm, bây giờ em đang ở đây là từ có chung là em không được ăn uống gì từ ngày trưa ngày hôm qua tới bây giờ luôn, nói chung là em bị giam lỏng ở đây vậy em không. Dạ để em sẽ tìm cách ấy cho anh. Dạ để em coi chứ giờ em cũng chịu, em từ đây là em bị mất tích một người đây đang tìm người nữa đây. Dạ không anh, em biết mà em sắp xếp cho, tại em ra chỗ này đó là em sắp xếp cho. Bây giờ em ở đây từ qua giờ em cũng bị chết đói nữa này, không có ai tiếp cận được. Dạ mình đậu xác trong lời này đi ha. Ừ. Xác mình ra khỏi nhà ra vô để ngủ một tí cho khỏe. Mình cũng đang rảnh mà. Ừ. Đậu ngang với anh công an nào. Đậu có anh bảo vệ. Đau bụng quá. Thò xuống hỏi mấy anh đi vệ sinh được không? Họ có đi nghỉ đi không chứ bắt trời rồi, lắm luôn rồi. Ai đang gọi đây để nghe hỏi cái đã. Alo. Trời, căng quá đi với mấy cô này. À em đã nghe nè, chị đang rất rất là bận. Rồi chị sẽ em cái này bụng bự ghê. Dạ, ok. Mình đậu xe dướng gạch rồi. Trời ơi. Tùm lum hết trơn. Đậu về được rồi. Còn nghiêng xe chưa thẳng nữa mà. Đúng rồi, con thấy được đó, sợ tới sợ luôn. Để mất công mà. Đang quay ngon em sợ tới sợ luôn, quay lại chỗ cũ rồi. Chỗ mặt đâu có. Chỗ mặt rồi, cái này nữa thôi, cái cuối nữa. Ở dưới có cục gạch nó chặn rồi kìa. Để em đậu đây. Để mình quay gầm tỉ sát cho nó dễ. Chồng em mới gọi đi. Anh đi mất tiêu. Chồng là có bầu không ạ? À? Cái hello. Anh có bầu đi rồi, anh vác ghế anh đi thấy thương luôn. Bụng mang nhà chữa rồi, lưu tuân tuân nghiệp có chứ. Đi tốt. Có chứ, để từ. Nè, nó không cho vào. Có pháp chế rồi bảo hiểm rồi con rồi cứu thương rồi nhà báo rồi tới nhiều lắm, anh không cho vô. Vậy là anh coi là anh biết anh mới đi á. Dạ. Nè, lát nữa tôi coi anh này đứng dậy không nha. Sao anh? Ừ, nó lộng quyền như lắm, tại có nó bảo kê mà. Nó đang bảo kê mà. Bảo kê, nó lộng quyền như lắm.
có mấy anh kia đưa được mấy ổn mì à. Ê, cái anh anh khoái anh nãy giờ mắc ỉa mắc đái mà không dám xuống xe, sợ nó bắt. Đang ngồi đây nè. Trời, có mấy người bài mình là cứ ở trong xe cho mấy người này ngồi phơi nắng, ác gì ác vừa. Quỳnh Long bị bắt rồi, bị mất tích rồi. Ừ. Ừ, còn có ba người à. Có chứ nhưng mà bị cắt dây. Vẫn chưa có tin tức của anh Quỳnh Long nha mấy bạn. Cái này chắc. Ừ. Đúng rồi, không cho vô. Ừ. Anh yên tâm đi, 24 giờ thôi, nó không được giam lỏng trên 24 giờ, quá 24 giờ mà có quyền một kiện đó. Quan trọng là nó có chuyện nhìn nhận là nó đang giam hay không. Nếu nó nhìn nhận giam thì nó có thả. Có gì em báo. Có ai mà. Cái anh kia đi mất tiêu. Nhìn mặt anh em có ai bơ phờ không? Không. Nè nè, có ai bơ phờ không? Hai. Mặt biến thái kìa. Mặt biến thái. Đâu có ai bờ phờ đâu, không, rất là khỏe tinh thần đó, chỉ có cái tinh thần hơi yếu xíu thôi, nhưng còn vẫn còn tốt, vẫn còn chiến đấu được, không sao hết á. Quay lại cho coi mấy anh công an đang bảo kê nè. Mấy anh đi trời. Yeah, để quay lại. Thế nào là nên xách ghế đi. Yeah, xe lại luôn. Là cái anh mà đang mẫu xanh đây nè, anh yeah. Nãy ngồi đầu xe mình nè. Về yeah, xuống tuốt dưới cái em về xuống tuốt dưới lại cái bảng màu đỏ dưới cái bảng hiệu dưới đây à. Anh kết cái anh đó. Mọi người đang thích cái anh đó. Hương quay chứ Hương quay về em cái. Để em về xuống đây. Nha xác luôn, cái xử lý chắc chắn phải không? Ừ. Má dưới đá đó mà Hương kệ cho bao không, luôn. Coi bến xe. Không đó em nghiêng mà nghiêng đó. Tay lấy lụa mà. Đó đá nè, thấy chưa? Alo. Đó. Ngay á, ngay. Dưới gầm nó có đá mà không biết là có đôi đựng xe không, chắc gầm cao mà. Vậy thì thừa phát lại tính sau cũng được. Rồi ok, rồi. Chị tới nơi, chị đi tới đâu rồi? Giờ chị rồi. Được không? Chị qua cái bảng màu đỏ đỏ chị cái. Rồi, rồi. Về cẩn dạ, về cẩn thận coi đừng đụng anh á. Không, em biết mà. Ờ còn xa lắm, còn em xa lắm. Camera tại vì em zoom trước rồi, camera sau rồi tới luôn lên. Dạ rồi. Ủa em đang dí mấy anh nói gì mà em đi tới đâu mấy anh chạy trơn kỳ vậy? Ai biết đâu à. Em đã nói rồi, em bị loạn tinh thần là em rồi, coi như là chạy xe em còn bị quéo nữa mà em cũng biết gì đâu. Mình đã đi cuối tận cùng con đường rồi đó. Đó, mình đã. Rồi ngồi được rồi, ngồi em được rồi. Em nhấp tới nhấp lui hoài. Anh mệt quá. Có mà có cái hẻm nó hốt quần lông ra đường này không? Có coi thử coi anh này, Long có đường nào ra nó cái hẻm này nè, đó đó. Đây, có cái hẻm nè anh, nó hốt quần lông ra đường này anh, đó cái hẻm này nè. Đây nè, có đây châu ở cuối đường nó có một cái hẻm nhỏ nhỏ, cái hẻm ở trong cái xưởng này nè. Alo. Nên là không biết là Hảo chỉ có việc bận. Đó, em đi tới đâu cái người ta bỏ đi tới đó. Chị chưa về, nó không qua nhà chị đi giam lỏng. Giờ mình đâu cấp cản ai ngồi đâu, mình đâu ai muốn ngồi đâu ngồi chứ. Mình ghé đâu là các anh công an này là đi tới đó hết trơn à. Mình không hiểu sao mà cứ cái con này ngang qua nè. Chó nghiệp vụ nè. Rồi. À, ông công an này mất điều, không biết anh vô phòng này làm gì đi không biết nữa. Bỏ đi hết trơn. Thì mình trả lên ha. Thôi từ từ, anh kia còn mà. Anh chỉ còn không? Còn. Còn anh thức anh. À. Đội y vậy cho anh. Anh, nó kêu rào lên anh. Bây giờ mình không cho rào, mình chạy xe lên đi. Không có đâu. Nó rào dưới này anh cho tao đi luôn. Ừ, nó rào dưới này đó. Nó rào lại đó. Nhưng mà nó rào dưới này cũng mệt á, tại vì còn nó rào dưới này nó phải rào luôn cái này. Tại vì mình đi cái này. Cần hiểu không? Ừ. Không, ý là bây giờ mình ghe tới đây rồi nó sẽ cho rào lùi xuống tới đây luôn á. Ừ, nó rào phải hai chỗ, không mà mình đi đường này. Không, đường này mình đâu đi được đâu, đường này đi được không? Rồi nó giết mình sao? Mình đâu được. Đường lớn thì mình đi thôi chứ mình có anh này ngồi ở đây là mình yên tâm rồi. Dạ, đây nè. Anh đang coi live stream. Ở đây nó mát hơn. Ảnh bụng mang dạ chữa nhìn tội nghiệp của anh hả? Hơn anh với Quỳnh Long nhiều không? Dạ, anh với Quỳnh Long có mới 6 tháng à, anh đang đẻ rồi. Bây giờ này chắc ông Quỳnh Long đẻ luôn rồi. Anh. Hử? Giờ này chắc Quỳnh Long đẻ luôn rồi. Đẻ không? Đẻ.
bụng em chữa 8 tháng mà giờ chắc còn 3 tháng nè. Mới có đeo một xuống năm tháng rồi đó. Bình tĩnh nha, em đạp nhầm chân ga là anh em đang bị rối loạn mà. Hồi nãy mình quên ha, mình đậu xe bên góc này nè, là mấy anh con mai này nó không có chỗ mát. Mấy anh chứ không có mấy thằng lớn không à? Ồ mà mấy bạn này lớn hơn em. Nhiều khi em lớn hơn mọi người đó. Quay gì vậy? Ông này chụp hình gì vậy? Trời không, trời không. Không chụp gì kệ không, có gì đâu. Mình quá trời, ngày nào mình muốn lên mạng lấy thấy hình mình nhóc hết chưa. Sậu sậu. Ai điểm quá trời ra. Đâu, điện thoại nào. Alo. 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 À. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Ừ, rồi. Cái chiếc bán tải này ngon ha. Em hả? Ừ, quá em luôn. Em hơn em nghĩ nhiều luôn á. Đúng. Em. Cái này cái xăng cái dầu này chắc nó còn cỡ 3 tiếng nữa à. Được, cỡ đó được. Ừ. Còn cầm cự nổi 3 tiếng nữa. Cần tiếp nước đâu, ở đây đồ ăn nhiều lắm. 3 tiếng nữa đâu, 10, 11, 12, vừa đủ khớp là nó giảm mình là 24 tiếng, hơn 24 tiếng. Anh này nhìn thấy thương quá. Ngồi trên xe mấy chục tiếng. Alo. Nghe Hảo. Ok em. Ổn, em đâu? Mọi thứ đều tốt, ok. Rồi, ok, rồi. Rồi, ok, rồi. Rồi. Hai anh bảo vệ của công ty thì ốm nhôm.
không ai như chồng mình trên nhà. Em có sao không em? Có cần hỗ trợ gì không em? Có đồ ăn gì em? Gặp mấy người khác mấy kiểu te tùa hả? Có cần hỗ trợ gì không? Trong góc cây rồi đâu thấy gì đâu. Cái này nè. À. Có mở không? Cũng có khi có mấy đứa núp trong lùm á. Anh về của anh đi luôn à? Đi luôn. Bữa nay không có xe cẩu nào chứ ta? Alo. Không. Cứ chờ vậy đó. Hả? Hai. Không, mà cũng đâu quan trọng gì đâu. Hai. Đem vô đổ cho. Cho lên anh. Từ từ để anh cố định vị trí đã. Không. Con live stream đi, có hình mấy anh dễ thương đẹp trai lắm. Con live stream lên, con live stream. À, coi đi, coi đi, coi đi, xe đi. Xe nhiều nhiều lên. Một cái mặt em xấu lắm hay sao, em dễ đâu, không bỏ chạy chứ trời. Để anh ngồi xuống rồi mới lên. Còn giờ mình lên cái anh đi nữa à. Đi luôn. Đi luôn hả? Ừ. Đi qua ganh giữa nè. À. Nhà chim lợn đồ á. Có gì dính cục đá nha. Biết rồi. Anh hãy yên tâm để lấy lụa của em. Alo. À, ai vậy? Ở số ai vậy? Biết rồi, nhưng mà anh xài số ai anh đang ở đâu? Ê, cán cục đá rồi. Ơi. Cái gì em? Quận 12. Anh Long. Anh đang ở đâu? Điện thoại của anh đâu? Quận mấy? Quận 12 phải không? Anh xài điện thoại của ai vậy, để em gọi lại nha. Ơi. Không sao, anh đang quận 12. Ủa kỳ vậy? Anh không còn, anh không ngoại quá. Anh không còn. Hút nữa rồi. Hút. Alo. Ừ, em Vinh nè. À. Tình hình sao vậy? Hồi tối hôm qua tới giờ anh đâu? Nó kéo lên thì nó chạy hết chuyện này tới chuyện kia, nó chạy vòng rồi giờ là điện thoại thì đó là bắt anh Vinh. Mất điện thoại luôn á anh. Bây giờ anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở đâu để gọi anh? Là đây là đường quận 12 đó em. Quận 12 nè, hỏi thăm với em.
ghi lại Phương. Anh gọi cho anh Chí đó. Còn em đang còn đây, em đang còn ở đây mà. Ủa, còn ở nguyên chỗ này luôn, có đi đâu được đâu. Ủa dạ. Hả? Vậy rồi sao? Cái gì không ấy, nhờ ai lấy chỗ này nè. Để em gọi Minh Trí, để em gọi Minh Trí. Bây giờ là đọc địa chỉ đi. Gọi chỗ này nha. Ừ. Số này được rồi, để cho Minh Trí lưu số đi, lưu số sợ đi. Chỉ dùng đọc địa chỉ chỗ này. Dạ, hello. Ơi ơi, ở đây là ở đâu vậy em? Dạ, quận 12, Nguyễn Thị Đặng, cầu Thang Cái Hẹp với nhau. Rồi, rồi. À, có đi, có số không? Dạ. Có số nhà không? Dạ không, quán cà phê mua nó chú chạy qua nhau quốc lộ 1A, 5 thắng là tới rồi chú. Cà phê gì? Cà phê Full. Cà phê Full. Dạ. Rồi phường gì? Phường Tân Thới Hiệp. Phường Tân Thới Hiệp, đường gì em, đường gì? Đường Nguyễn Thị Đặng. Đường Nguyễn Thị Đặng. Rồi rồi dạ. Rồi rồi cho anh gặp lại ảnh. Thiệt luôn lâu rồi mấy bạn ơi. Tình hình của anh bị sao, có bị mấy cái thằng khẩu trang xanh gì không? Cũng có chút đe dọa ghê lắm. Chạy kịp không, có bị đánh trúng cái nào không? Không, họ không đánh nhưng mà họ chấn vô tường là đại khái thì tay chân có chút chút thôi nhưng mà không có đổi nào. Hồi nãy anh Vita ở chỗ bất cạnh anh ở chỗ trong mũi nghĩa trang á. Ừ. Trong một hồi tầm như là nó tản ra thì anh có chỉ ra được thì tôi chỉ ở ngoài đồng. Có ai mặc quân phục không, hay là chỉ nguyên cái đám mặc khẩu trang xanh? Ở đây khẩu trang đám người tùm lum hết trơn. Có bị gì không, có thương tích, có trầy trụa gì không? Không, nó vô tường thì nó chấm như vô tường rồi. Rồi nhưng mà nó lôi kéo nhiều. Vậy bây giờ về vậy bây giờ để gọi Minh Trí rồi về thẳng ngay chỗ này, vị trí này luôn. Tại hôm qua nay công an kêu cái người lái xe ra làm việc. Họ chờ anh đó. Rồi ok, để em gọi cho Minh Trí. Hay quá. Rồi, cảm ơn em. Bánh mì hả? Trời ơi, gọi anh Dũng đón không được. Không được thì kêu anh Long đi ráp, mà ráp thì phải. Không được, ráp nguy hiểm lắm. Ờ, không được. Không có đi ráp được, nguy hiểm lắm luôn á. Anh em đi cùng thôi. Bây giờ nó đứng trước nó liền. Tính xong rồi liên hệ được anh Long rồi. Mấy đồng chí đi, bỏ đi hết trơn hả? Đi hết trơn. Vậy là cứ quay vào bụng của mấy anh là mấy anh bỏ đi. Chắc vô trong công ty xin bảo vệ đi. Không, vô được đâu. Alo. Ôi, số lạ anh không dám qua đâu, Ai vậy? Không biết mấy anh em nào. Qua vậy? Alo. Ờ dạ phải. Không sao đâu, mấy anh em đang ở đây đông lắm, họ đang chạy qua đó rồi, yên tâm, không sao. Ban ngày nó không dám đâu, để anh gọi liền lại cho một cái anh, mấy anh chạy qua nha. Rồi.
Alo. Alo, alo. Dạ nghe. Dạ phải rồi. Được, có người qua rước rồi anh, có người qua rước rồi. Rồi rồi rồi, yên tâm yên tâm yên tâm. Dạ rồi rồi. Anh em rồi rồi rồi, rồi cảm ơn anh. Anh rồi. Long. Rồi rồi. Không cho anh Hùng Long lên xe lạ. Trời ơi, lúc thông tin này là ai cũng biết hết á, nên là phải cẩn thận nha. Coi có phải là người nhà mình không nha. Alo. Không, không có người rồi, em có người rồi, yên tâm nha. Ừ, cảm ơn em. Trời ơi, nãy giờ 8, 9 người rồi đó. Hồi nãy anh Long đọc cái địa chỉ qua livestream anh biết chưa ha, để em nhắn điện thoại lại. Hả? Cái gì? Kiếm được anh Long rồi. Hay là hả? Kiếm được rồi, kiếm được rồi. Bây giờ anh lấy cái xe đâu, 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 đâu? Đây, ngay quận 12, ngay quận 12, đường Nguyễn Thị Đặng, ngay chỗ Tân Thế Hiệp, anh gần đó không? Mình ở bên Gò Vấp, ở bên đường Quang Trung. Qua... Gần đó đó. Gần, 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 gần. Bây... Gần. Gần. Qua, nhanh, cái địa chỉ qua cho mình đi. Bây giờ em nhắn qua nha. Qua. Rồi rồi, để em nhắn qua liền. Rồi 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 rồi. Nhắn số điện thoại của cái chủ quán luôn. Rồi rồi, anh nhắn qua đây mình nhé. Rồi rồi. Alo. Dạ nghe. Dạ phải. Anh mới nhắn người cho em đi lái, em mở cửa hai cửa em lái bên này. Nhắn người. Để xuống đây. Rồi rồi rồi, yên tâm yên tâm yên tâm. Yên tâm. Ừ ừ ừ, rồi. Không. Rồi. Em mở cửa hai bên hông là không sao. Rồi rồi. Rồi rồi. Ừ ừ. Mừng luôn hả? Luôn. Ừ, được mà. Alo. Ơi, nghe nghe bạn ơi. À. Không, ảnh thoát, ảnh chạy được qua bên phía quận 12 rồi, yên tâm yên tâm yên tâm, có bị đánh nhưng mà không sao. Ui, đau quá vậy. Ờ ờ. Anh mở cửa bên này luôn đi, đông người đừng chứ. Bây giờ con đi vô xưởng luôn đi, đi vô xưởng luôn. Nè, được rồi. Trời, muốn nhắn cho ông Phạm Xuân Dũng cái cũng. Không thấy. Xong chưa? Hồi hên quá có anh Long về rồi. Kêu anh ra trình diện coi. Em nhắn qua rồi anh gọi được chưa? Alo. Rồi rồi, vậy để em nhắn địa chỉ luôn nha. Rồi gọi tao nghe, ok nhắn liền. Rồi rồi, ok ok ok.
bằng tay không? Từ từ kể đi. Mất là chim sao? Mất. Không, không nghe không mất. Bấm vô nút tắt không mất. Ông này bên quản trị viên bên Đồng Nai. Alo. Alo. Tiếp tục kìa, tiếp tục kìa. Trẻ mang đi xe cái máy lại nước anh hả? Ừ, rồi chúng mày bà ấy vừa chạy tới là tới chỗ này. Không, chờ. Chờ Xuân Dũng gọi lại, hồi nãy giờ có nhiều người gọi cho em nhưng mà em nói là để Xuân Dũng gọi lại đi xe ô tô cho chắc ăn. Không phải là không phải, mình sợ đi xe gắn máy là ảnh hưởng tới bạn luôn. Đi xe gắn máy là bạn, cả bạn lẫn anh đều bị tụi nó đánh đó. Phải đi xe quen. Anh này không biết là đâu biết mà chạy lại là cái chỗ anh đang ngồi luôn. Do hồi nãy lúc mà livestream em đọc em mở lo đó, bây giờ em cũng đang mở lo mà. Dũng Minh Trí lại rước anh bằng xe hơi. Nhưng mà anh cứ ngồi uống cà phê với bạn đó. Rồi. Nói bạn đó là cẩn thận đi chung với anh là coi chừng bị luôn. Rồi. Đi xe quen thôi. Thưa các bạn, thì hiện giờ là anh Long sau hơn 10 tiếng đồng hồ mất tích, khoảng 12 tiếng đồng hồ mất tích thì đã tìm được anh ở quận 12. Mong các bạn là các cái cuộc gọi mà liên quan đến tìm anh Long và hỏi thăm anh Long thì chúng ta có thể yên tâm rồi ha. Mới đó mà rước nhanh ghê trời. Sát bên hay gì á? Nhiều người ta nghe đó, là ta hóng rồi, ta đã ẩn gần đó, mà chị qua luôn. Ta đọc xuống khẩu. Alo. Ơi. Cái thằng nào nó ngồi nghe. Đang ở quận 12, em đang quận 12, cũng bị đập một số cái nhưng mà không sao, nói nghe giọng còn ngon, để chờ anh về đây để coi sao. Không, anh chưa về đây, anh chưa về. Rồi, yên tâm nha, yên tâm. Rồi. Mai mốt mà mình mà bị hốt, bị bắt, bị đánh gì chắc tụi nó cũng thương mình lắm. Alo. Ok, không sao đâu, ban ngày mà, với lại bây giờ chạy thẳng lại đằng chỗ này luôn. Bà nào đây? Bà nào đây? Thấy xe tôi xuống xe rồi. Bà nào đồ vô đây? Bà nào bịt mặt con chen vô đi đường đó. Rồi, yên tâm. Như một đàn quan luôn, bắt đầu loa. Rồi. Anh bây giờ cầm loa không? Ê, cầm loa là xuống luôn nha. Xuống làm gì cho rồi chứ ở đây chi? Không xuống. Anh xuống. Cầm nón bảo hiểm nữa nè. Hồi anh xuống đó. Anh xuống rồi, xuống chốt cửa rồi. Anh phải bảo vệ phụ nữ không xuống xe được. Chỉ có đàn ông xuống xe thôi. Mà hãy kiến thì anh đang chào. Dạ, không có giọng cái loa vô rồi. Rồi, trước tiên xin chào anh chị. Rồi. Tôi là Trương Quốc Tấn. Rồi. Đơn vị công an phường Bình Hòa. Thì khỏi lo. Không có người nào bình khẩu trang thì yên tâm rồi em, yên tâm. Bây giờ chúng tôi tới làm việc anh chị là nội dung là hôm qua anh chị dừng xe cản trở giao thông tại quốc lộ. Thì bây giờ trước mắt là anh chị cứ xuống làm việc với chúng tôi. Rồi. Để chúng tôi ghi nhận sự việc ngày hôm qua. Rồi. Để lập biên bản, nếu có vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý. Còn vụ việc của anh chị không vi phạm thì mấy anh chị có thể khiếu nại thắc mắc về cấp trên. Anh nói chính xác đấy em. Trước mắt thì anh chị xuống để làm việc chúng tôi, để chúng tôi tiếp xúc được với anh chị. Rồi. Đi đậu xe đâu cho mát. Xin lỗi, trên xe là có anh Trương Châu Phủ Danh không vậy? Có. Vâng, chào anh. Đúng rồi. Chị Ngô Thị Quanh Phương. Có luôn. Cảm ơn. Trước mắt như vậy thì mời hai anh chị xuống làm việc với chúng tôi. Nếu anh chị hợp tác. Hợp tác chứ, phải xuống.
Rồi vậy anh xuống trước à. Rồi xin mời hai anh chị xuống xe. Rồi. Phụ nữ là ai đi có chi vô đây vậy? Nè cầm giùm anh cái. Cái phụ nữ là ai vậy mà vô đây được? Người xung quanh đây nè chị. Ủa đúng rồi, không quan trọng quanh vô đây chị tại sao? Biến đi, biến đi. Không cần chứng kiến. Ủa sao tôi không cho anh lấy người của tôi chứng kiến mà anh đi lấy người của tôi chứng kiến? Bây giờ cái đúng rồi, không phải đi đừng nói chuyện. Sự việc đang quay đây phim. Thì bây giờ anh xuống đây, tụi em xuống. Xuống người làm chứng. Ý là cho cái bà này xuống làm chứng nè, bà cho. Chị mở khẩu trang ra đi. Những người chị mở khẩu trang đi, anh cho người bằng chứng mở khẩu trang đi. Mở khẩu trang đi. Vậy tại sao? Làm chứng mà sao không mở? Người làm chứng mà sao mà không dám mở khẩu trang vậy chị? Đúng rồi. Chị làm chứng mà giờ chứ chị đâu phải đi ăn trộm đâu mà chị không dám mở khẩu trang. Em đi ngang bằng chứng. Vậy chị biết cái gì mà chị làm chứng? Bây giờ chị biết cái gì? Rồi chị biết cái gì không mà chị đi vô đây chị làm chứng? Chị có biết là ở đây bị cái gì không? Chị có biết cái gì ở đây không mà chị vô làm chứng? Có biết cái gì ở đây không? Hay là mọi người này ép chị vô đây làm chứng? Từ ngày hôm qua gì có mặt ở đây không mà giờ lại làm chứng? Giờ chị ngồi chị mở khẩu trang chị ra đây. Chị biết có gì ở đây không mà làm chứng? Chị biết gì ở đây? Cần có kêu luật sư qua làm chứng. Người dân ở đây làm chứng. Rồi cứ tiến lên đi. Họ nó bắt anh Danh rồi đó. Đó, họ đó. Yên tâm ở đây mà sát bên đây mà cứ quay thoải mái không có gì. Anh ngồi ghế đó đi. Em không tin cái ảnh là tin đây. Bây giờ anh cứ ngồi đó đi. Bây giờ em bản thân em chưa tin em nữa, làm sao tin ai được? Rồi bây giờ cái chị đó không có liên quan gì em mà em đề nghị cho chị đó ra ngoài đi. Biết cái gì mà lại làm chứng? Tại em rất là sợ, tại vì qua một người nó mất tích em rất là sợ, nên là em không thể muốn nghe được mà sao không. Anh biết mà anh sợ quá. Anh hôm qua anh là người chỉ đạo cho người ta đập tôi nè. Chứ anh đừng nói. Tôi thấy có gần camera tôi còn ghi đó. Em cứ ghi lại cho đi nên hình dung. Anh hôm qua tôi anh những anh là người chỉ đạo cho người ta lấy cây đập dưới xe tôi nè. Những anh thì có những là có anh trước. Luôn á, cho nên đó anh nói anh biết nhưng mà anh xạo. Nè, hỏi em cứ hỏi Danh đi. Bình tĩnh Phương. Bây giờ em rất là sợ ở đây, em sợ lắm. Em xuống xe rồi lỡ bắt em đi chỗ nào anh em không biết sao, em đâu biết được đâu. Tụi hả không có cho mà bất cứ mấy anh là người dạ. Cho bắt đi bắt cóc Quỳnh Long nè, mấy anh là người chỉ đạo bắt cóc Quỳnh Long. Ở trong này mà chỉ có mấy anh vào thôi, ở trong này chỉ có mấy anh vào, không ai được vào mà tại sao Quỳnh Long mất đó. Mấy anh là người chỉ đạo đi bắt cóc Quỳnh Long, những người ở đây chỉ đạo đi bắt cóc Quỳnh Long nè các bạn, những người ở đây bắt cóc Quỳnh Long nè, những người ở đây cóp tiền của Quỳnh Long nè, cóp điện thoại của Quỳnh Long nè các bạn. Ở đây trong mấy anh bao giấy bao nhiêu người làm sao mà Quỳnh Long ra được mà ai vào bắt cóc được? Cái em nói là mình không có nhìn thấy Phương được nó xuống. Phương còn riêng Danh thì em cứ làm việc bình thường, còn ví dụ như cái chỗ nào sai chỗ nào thì em đó có người. Mấy anh làm hư xe của người ta ai đền? Bình tĩnh gì Phương? Thì em biết. Đúng rồi, xe thì hư rõ. Xe hư chưa? Mấy anh chứng kiến cho người ta hư chưa? Mấy chục triệu. Không mua anh em tự nhiên. Mấy anh phải đi kêu đơn nguyện đổ xe lại. Người nào đổ xe cho tôi. Không có giải thích, phải có đầy đủ mà cấp bên. Anh là anh Danh lên đi. Phải có nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn. Anh dặn nè, hạ tử vi dịu dàng từ tốn. Anh phải thông cảm, bây giờ tụi em đi qua bị áp lực rất là nhiều. Chết hết rồi. Bị công an là chèn ép. Bây giờ mình bây giờ anh thấy một người mà hôm qua giờ chưa được vệ sinh không? Nè, nó xong hết rồi. Bên kia rồi mấy cái xe rồi đều bị hết, bây giờ mình kêu lại luôn chứ bây giờ làm việc khắc nhắc rất là mệt. Dạ đúng rồi đó. Tất cả những chủ xe được kêu lại hết rồi. Không có cần đưa đâu anh Danh, chừng nào bên kia lại mày mới đưa. Thôi cứ đưa thoải mái có gì đâu. Đây có qua camera hết trơn nè, chị khỏi lo về, bình tĩnh lại đi. Em cũng đang bị stress, cái tâm lý của em dữ lắm đó chị. Không. Ở đây có gì quý vị đó, nhiều khi ở dưới hôm qua anh đã bắt cóc Quỳnh Long rồi, lấy gì hợp tác? Anh ghi cái gì vậy anh? Ghi cái gì? Em cứ ghi thoải mái, nhưng anh sẽ không đồng ý. Chưa nhớ là ghi cái tăng vật là thấy. Đấy em nói với anh rồi, đừng có đưa giấy tờ. Tại sao thì cứ đưa thoải mái, cứ làm theo yêu cầu có gì đâu. Bây giờ cái xe của người ta cẩu mình đi, sao không làm việc? Em
bây giờ em phải làm cái biên bản vi phạm trước thì mới có cái biên bản. Cái hôm qua làm ngược. Anh tới bàn đi. Làm ngược. Không có lỗi bàn anh Danh ở đây nè anh Danh. Là đã có biên bản. Không có giá trị. Không có giá trị. Anh cóp xe của người ta. Mấy anh bảo kê cóp. Anh không hề thông báo gì hết. Nhớ rõ nha, không hề thông báo. Không nói một cái gì hết, không thông báo vi phạm không gì hết. Mà bây giờ em nếu vậy em gian dối nha, không biên bản. Đã có người cơ quan công an, cơ quan công an thông báo cái hành vi lỗi vi phạm ngay tại thời điểm mà anh thấy không, anh nói với anh mà lừa đảo. Có lừa đảo. Lừa đảo. Em cung hạnh lấy đưa đây cho anh coi. Chứ em làm công an nhân dân em không được quyền gian dối như vậy, anh không đồng ý. Nói chuyện với anh Trung Quốc Tướng anh rất là ok. Anh Trung Quốc Tướng nói chuyện câu đó rõ ràng. Còn em nói vậy là nói dối, em không đồng ý đâu. Đưa ra cho anh coi. Đầu tiên là tự nhiên em đưa ra cái tạm giữ là anh thấy em là thái độ không tốt. Mấy cái máy mà không phải chuyên dụng nha, là chỉ người dân mới được quyền, còn mấy anh đó không được dùng, không được dùng mấy cái máy này. Nếu mình quay là phải mời cái lực lượng áo xám xuống rồi mới quay máy cho đàng hoàng. Nhưng mà mấy anh thì cứ quay thoải mái thôi, không cấm. Nhưng mà nhắc là cái việc quay như thế này là không đúng, không có đúng đâu anh Tuấn. Thực sự là cầm những cái máy ra đường quay như thế này là nó rất là phản cảm và nó không có đúng pháp luật. Tại vì á, ví dụ như là nếu mà các anh cầm những cái máy này quay thì các cái đoạn phim là nó sẽ không có giá trị. Quay là phải phương tiện có được đăng ký. Chỉ có người dân được quay thôi ha. Mấy anh không có quyền khách được quay đâu. Bỏ máy xuống. Anh thấy thái độ vậy được. Đó, anh thấy chưa? Vậy là anh lấy giấy tờ lên đi. Thái độ. Người dân thì được quyền giám sát cái bộ, đúng không? Bây giờ anh cứ trả lời đi. Mình lặp lại một lần nữa cho anh bảo vệ dân phố Phạm Viết Phụng biết nha. Là anh đang xâm phạm đời tư và anh đang làm sai. Thái độ của anh như vậy là rồi đây, đây là cái cơ sở đến thời điểm. Anh là cái đến gì? Đến thời điểm là ngày giờ anh thì anh thấy là thấy anh lên phản tác để làm cái gì? Hành vi này đang sai, anh thấy không? Bây giờ tất cả giám sát ở đây. Bây giờ ở đây Tuấn với lại Hạnh là đồng chí nào là chỉ huy? Nếu em chỉ huy thì em phải nói các bạn này là không nên có thái độ như vậy. Còn nếu quay nói một tiếng anh cho quay bình thường, tại vì thực ra anh cũng đang quay mà. Các bạn có thể lấy clip của anh chứ đâu có gì đâu mà thực ra là anh không phải ngại, nhưng mà anh muốn nhắc để cho anh em mình biết là cái hành vi mà cầm cái máy quay như thế này nè, nếu người dân không đồng ý là mình không được phép. Tuấn rõ chưa? Rồi, Tuấn nói đi, anh Tuấn nói đi. Đúng rồi. Không dân thì lại được, dân thì lại được, còn cán bộ mà quay làm tư liệu như thế này thì không có giá trị. Và không được phép. Còn có giá trị không? Có giá trị không được. Anh vậy mình đi lên xe anh. Em không đồng ý để cho những cái đương sự này quay. Thì không. Chỉ có đúng với sai thôi. Để làm bằng chứng thôi. Nhưng mà em nói đó, ví dụ như giờ trăm điều dễ thì ok quay 100 máy cũng được. Nhưng mà 100 điều khó là những anh này không có quyền. Với lại ví dụ như nếu mà em nói thì thái độ cũng phải thân thiện chút. Cái mặt nhìn rất là ngầu, không có đẹp. Cho xe nước đấy. Rồi ok em. Hết nước rồi. Không xe còn nước không? Đứng ngoài nắng thấy mồ luôn á. Cầm máy quay vô chuẩn coi. Có gì quay máy em quay chuẩn hơn đó, có gì em cắt clip cho anh luôn. Còn cái máy này không đẹp đâu. Anh còn cái máy này đó, cái máy này. Thôi. Đi để quay cái này. Hình như bạn này không được. Cấp dưới có quyền đi giết người à? Rồi. Lấy giấy tờ mình lại anh. Có quyền hủy hoại tài sản của công dân không vậy anh? Có quyền hủy hoại tài sản của công dân không vậy anh?
tụi anh bảo kê mà. Không Phương ơi, Phương ơi cứ giận cái chém thớt không à, không được. Nhưng mà có gan mà. Còn em không hài lòng thì em sẽ như vậy đó. Còn thí dụ như anh giữ thì em vẫn đồng ý thôi. Còn nội dung tạm giữ bây giờ làm bây giờ có người khác làm cũng được bây giờ. Còn em không đồng ý, anh không đưa đặc biệt của em. Đó là em. Thế em không đưa được không? Dĩ nhiên. Anh Danh, luật sư tới rồi. Đâu? Chị ta là tới hồi trước rồi, đợi tới đây, đợi 5 phút đi. Có luật sư mình tới, không cần nữa. Tại vì đã gọi anh rồi. Anh vẫn nghiên cứu là luật sư mình tới rồi. Ủa Long tới luôn rồi. Báo chí tới nhiều lắm luật sư nữa. Các bạn thấy một cái thằng thanh niên áo xanh không? Rồi để mình đọc cái. Bình tĩnh. Theo dõi cái anh này. Lúc nào cũng phải đẹp trai. Dạ. Họ Trương lúc nào đẹp quan trai. Quan trọng là thần thái. Sự việc xảy ra nào mà tính hình thời điểm mà nào vậy? Mấy người này cầm lực mà nó thật chứ, mắc cười nhìn mặt họ mà mắc cười luôn á. Ơ chị đâu? Ở trong cái hẻm này tôi nha, tại vì em muốn nói với công an là em có mời luật sư. Dạ chờ chị, nhưng mà trong thời gian này thì em vẫn cứ hợp tác, em đọc trước tài liệu đó, tại vì em nhốt mà. Rồi. Không có nhăn nhó. Mấy ảnh cũng mệt. Mấy ảnh cũng mệt chứ có ai sung sướng đâu. Bảo kê mà lượt ảnh tiền mà. Không được. Là bảo kê. Anh ơi, thật sự bây giờ em bị rét cái đầu rất là đau rồi. Em không được bình tĩnh. Tại vì qua nay là chưa được đi vệ sinh luôn mà. Có anh đứng ở đây mà cứ lo anh gì. Không dám nha, đưa tay bảo kê không dám, bảo kê không dám bảo kê mà giam em từ ngày hôm qua giờ em không đi toilet được, em không đi mấy anh có lương tâm, mấy anh biết cũng biết tụi tôi là không có tự ăn uống, không ai cho em, mấy anh dạy đạo đức giả, hôm qua giờ tụi tôi không ăn uống, không có nước, mấy anh có biết không? Không cho người khác đem nước vô là mấy anh có biết không? Là mấy anh là sai, mấy anh đạo đức giả. Bức xúc chứ, bị ứ động từ ngày hôm qua tới giờ, không ai không uống một dĩa không đá gì, ức bức xúc trong người chứ. Không anh Danh, ngồi đây anh Danh. Không anh Danh, ngồi ngay vị trí của mình. Phải ngồi đây, em không có để cho anh em mà đi xa. Ngồi ngay vị trí này nè anh Danh. Phải ngồi ở đây, không có được ghê đâu hết trơn, ngay tại đây nè. Mấy anh chết gai. Mấy anh né cho em quay anh ơi, đừng có cản trở cho em quay. Anh Bảo Xanh nè anh ơi, anh Nhân Phòng ơi. Né cho em quay anh ơi, anh đừng có cản trở em. Anh làm che mắt cái tầm quy sát của anh em đó. Anh chết ra coi.
em quay rồi chị nghe thoại đi. Alo. Nói đi Tương, nói nhanh đi. Anh này né xe anh ơi, chỗ người ta đang làm việc anh ơi, né ra. Chỗ người ta đang quay. Chị không biết con anh em đang đi kiếm, để chị đang lại chìm. Anh công an này nè, anh né ra chỗ em quay, anh không được chặn cái chỗ em đang quay nha. Cái gì Phương? Kêu mà quay mấy cô, anh cố tình che người ta lại không cho quay. Đứng đi làm gì nữa? Cứ lên ngồi đi, ngồi đi. Tại sao mà cứ lên ngồi đi. Quay một cách chìm một cách ngồi đi Phương. Làm sao em quay được? Nhà chị đây à? Quay chứ. Không sao đâu mà, đã có anh Tuấn đây mà mấy đứa cứ lên xe ngồi đi. Xúc tức về. Mấy anh đứng thẳng ngang lại cho em đi. Đứng gì mà cãi gì làm sao em quay được. Em muốn thấy nè, thấy chưa? Có cái gì đâu mà. Sao nữ dữ vậy ta? Quay, quay cô này nè. Em mời mấy lần nữa là né chỗ cho em đang quay. Đừng có cản cái chỗ em đang quay. Ai làm việc với anh của em thì làm việc. Còn ai không làm việc thì muốn né sang một bên đi. Được, Phan Thành Tân làm nào? Phải có chứ. Rồi người chứng kiến. Thì bây giờ phải hỏi bạn là bạn có thấy hay không, chứ nhiều khi giống như cái bản kẹo mút không? Cái bản kẹo mút ở Bình Tân là cuối cùng tới quớt. Tối này là anh Tuấn là Dung thôi, chứ thực ra là giao dịch dân sự mà cũng nhào vô nữa. Không thể nhận ra mà sao ghi được vậy anh? Anh không tự đặt ra. Ủa hồi tối luật sư của tôi gọi về bên anh mà sao mà bên anh không biết? Để bà dọn Tuấn đằng lại. Em không có làm việc với họ. Em chỉ bảo vệ em thôi. Chị không có làm chị không có can thiệp, không có nói vô. Không có nói vô chuyện đó. Vậy anh cũng đừng có can thiệp. Đó để đó. Tại vì chị nói. Yêu cầu mấy anh đi ăn cướp, mấy anh cũng phải đi ăn cướp hả? Phương ơi là Phương. Mấy anh nói chuyện mắc cười quá, mấy anh phải biết lợi ích của dân phải đi cho anh chứ. Cho anh Tuấn đang làm việc. Anh là thiếu tá lận, chứ đâu phải anh là chiến sĩ. Nè chị Phương đừng có bức xúc. Đã anh Tuấn hiền khô em còn hiếp ảnh nữa. Ảnh hiền là như với mình thôi, với tại thời điểm này thôi. Khi mà cả nước này nóng lên ảnh nó hiền thôi. Tôi nói gì Phương nghe vậy. Cho anh Tuấn đang làm việc cho anh Danh. Mấy anh đặt lễ của dân lên trên hết hay là đặt lễ của BOT lên trên hết? Mà mấy anh nói là kêu là đều. Để cho anh Tuấn, để cho anh Tuấn. Anh là công an nhân dân chứ không phải là công an BOT. Anh là công an nhân dân nha, nhớ nha. Nhẹ nhàng giùm anh cái. Anh là công an BOT. Nhẹ nhàng cái. Gọi cho anh Phan Thành Tân vô tại anh biết sai. Địa chỉ các thứ là sai rồi. Hai ông hội trường hết á. Mặt giãn giãn rồi coi nhăn nhó quá. Mặt giống hội trường kia mà. Có. Từ đấy, sao giống được. Anh gọi anh Phan Thành Tân vô đi. Đây mình rất là điện tử chứ không phải là vô. Gọi Phan Thành Tân vô tại vì địa chỉ viết sai cái số mà về nguyên tắc mà mình biên bản mà mình đồ lên hoặc mình thêm nét là không được thì phải kêu anh vô. Số 85 mà ở trong đây là ghi 52, số 52 là nhà của ông trưởng công an. Ghi sai rồi, với lại Vĩnh Hòa là dấu ngã, ghi dấu hỏi. Trình độ có tới đó hả anh? Không, do nhầm, em do nhầm lẫn vậy. Em cứ hay bắt bẻ không mà Phương. Công an nhân dân mà học còn đọc lộn công an BOT thì họ biết cái gì? Ôi Phương ơi là Phương. Hả? Hình ảnh công an nhân dân á. Bớt nóng.
mà đập lộn công an BOT luôn. Bây giờ phải có công lực lượng cổng xe, phải có bằng lái giấy tờ, họ đã hủy hoại tài sản của tụi tôi. Thôi trời ơi, Phương ơi. Đó. Alo, không có thật sự mà cứ đứng cản cái chỗ người ta đang quay như thế này là ý gì, ý đồ gì? Bảo kê cho cái bót ăn xương và đứng còn che chỗ này lại nữa. Chốt cửa lại. Như là tụi em trình báo đó, bây giờ anh kêu luôn, rồi kêu anh Phan Thành Tân để lại, nhưng mà anh ghi sai nội dung thành ra là phải làm lại, thay nạn rồi. Rồi tại nãy hồi nãy thời điểm nãy á là anh Võ Nhân Danh hợp tác là cung cấp giấy tờ, nhưng mà hôm nay là giờ là không là giữ chị Phương, giờ là thu lại giấy tờ. Xe đó là xe tôi thuê, cho nên tôi có quyền. Gọi luôn để chờ mà làm lấy đéo làm luôn rồi trong ngày thì anh cái đồ này ghi sai đâu à. Rồi bây giờ cái số 52 là ở đâu ra ta? 85 thì nó lộn rồi, 58 thì nó này nó lộn sân sân quá à. Cái anh này để coi họ mô tả họ thấy không. Cái này em nó những cái đúng rồi, em bản thân em cũng có ghi lại mà, cho nên là nếu mà theo cái camera của em á là không có. Cái gì vậy? Đứng kế là anh té bây giờ Phương. Mà đứng kế cổ cũng té đó, né sao ra. Tôi đâu đứng, tôi đâu đụng chị đâu. Phương ơi. Tôi đang đi ăn bụng đó. Phương ơi, chồng với anh chị. Sẵn để kiểm mấy cái ghi dùng nha. Nhắc sợ tới chiều chứ cái phiên bản là sai rồi, sai địa chỉ sai địa danh thì coi như là rất quốc, với lại viết chữ này thì cũng không được luôn nè. Quy chuẩn văn bản thì viết chữ đó không được, nó khổ vậy đó, viết đi xuống thì giống như viết thêm á, nó không được nè. Cái đi xuống này là nếu mà cũng Phương cũng về là không được nha, cái này là không được. Rồi họ còn viết dài xuống tới dưới luôn nữa vẫn ok. Tại cái trình độ của họ là cái trình độ của họ là lon lách như vậy nè. Ừ, bản này có hai liên, anh bản có hai liên mà. Làm sao biết được? Hai liên giá trị tương đương nhau. Giữ một liên mà. Thì... Ở bên đó có anh Phạm Văn Em cũng viết chữ coi không được nha. Chưa thấy ông nào viết chữ xấu như ổng chứ. Nhưng mà sao ông Em thì cái phần mà tạm giữ thì ổng là không có tạm giữ gì hết á. Anh có xuống hợp tác. Xuống hợp tác cái trình. Không ông Em. Gọi tân gấp đi. Rồi em đi chiều còn có việc. Không có ai cản trở đâu anh, BOT cản trở, nếu mà họ cảm thấy cái họ phải xả. Công an BOT hả? Anh là Trương Quốc Tuấn công an BOT phải không? Ơi Phương ơi, cứ để anh Tuấn anh nói. Rồi có gì không đúng thì mình cứ hỏi gì xíu nữa. Em cần rồi có người quay rồi anh sẽ làm việc với em. Em không có cần làm việc với anh, em không có sai cái gì chứ, em không làm việc. Còn nếu anh cảm thấy ok anh bắt em về đồn chứ anh không phải nhốt lỏng ở đây. Đồn công an mới là nơi làm việc của dân, hoặc là anh cần thiết anh về nhà tôi chứ không phải anh nhốt lỏng lại lẫn dân ở đây. Không, đúng ra là làm ở ngoài đó. Đúng ra đó. Là làm ở ngoài đó. Anh kéo vô đây anh cho bỏ đói người ta. Đúng ra là phải làm ở hiện trường chứ không phải làm vậy. Anh bỏ đói người ta nguyên đêm, đi toilet cũng không đi được, ăn uống cũng không có nữa. Tụi anh biết mà, giật luật sư gọi thoại qua bên công an Bình Hưng Hòa nói là không có người ở đây. Gia đình vợ anh đi kiếm anh mấy anh cũng không có, cũng không cho vô. Anh trả lời đi. Anh là trung tá, à, không lẽ anh nguyên đêm hôm qua gì anh giải quyết anh không biết hả? Hả? Bưng nóng, bưng nóng. Nếu mà anh giờ... không có trả lời gì được hết á. Em giải quyết gì đó thì có nhiều người để giải quyết việc, không ai phải ngồi đây mà mình anh không giải quyết được hết cái việc này. Bậy đàn á.
sao em nói gì sao được ơi, nóng quá. Em cũng lớn với nhau hết trơn mà em nói mấy anh không đưa tôi vào đường cùng nữa. Bữa nay hôm qua cấp cứu đưa tôi vào, tôi bệnh mấy lỡ tôi chết, mấy anh có chịu không? Mà anh nói như vậy, hôm qua cấp cứu có lợi không? Đó. Có gì hả? Mấy anh có biết hay không? Mấy anh đưa tôi vào đường cùng, bây giờ mấy anh nói là tôi kêu tôi bình tĩnh là sao? Mấy anh là người giết tôi đó. Đưa bánh mì vô cái ở ngoài chặn lại nó lập. Bao nhiêu người vô, mấy anh ôm người ta mấy anh đánh. Dạ. Bảo vệ hiện trường, xe chạy cấp cứu vô làm cái gì? Phương ơi, cái công việc xe cấp cứu vô làm cái gì? Phương ơi, anh Tuấn vậy cái nghiệp trả lời cho anh Danh thôi. Nói lại gì nè, cái công việc ở BOT không phải một mình anh Tuấn. Mà tại sao xe cấp cứu vô cứu em, anh không cho? Cũng đâu có xác định đường là anh Tuấn cản đâu mà em la anh Tuấn. Mấy ảnh không thôi. Thì nhưng mà em không có nguyên đêm hôm qua vẫn có, nguyên đêm hôm qua xe cứu hộ ngoại anh vẫn trong này, đứng trong này mà. Rồi nóng không nóng. Rồi bây giờ để anh coi coi chị ảnh vô chỉ với anh gọi anh Tân đi. Nhưng mà mình phải làm lại rồi. Thank you.